Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft chuyển sinh thành Slam. Hôm nay mình nghĩ mình sẽ có thể đủ số lượng linh hồn để tiến hành cái nghi thức trở thành ma vương rồi. Nhưng mà trước khi tiếp tục cái chặng đường luyện linh hồn thì mình cần phải chế tạo vũ khí mới được. Farm nó tốn rất là nhiều vũ khí luôn. Nhất là những cái katana này nè, mình thường làm katana tại vì nó rất là rẻ, chế tạo cũng nhanh nữa. Đấy, hơi tốn một xíu thôi nhưng mà gần đủ rồi, sắp tới thì mình sẽ không cần dùng katana đâu. Ngoài ra thì giáp thì mình cũng sẽ không sử dụng kỹ năng body armor nữa, để mình gắn những cái kỹ năng thiết yếu hơn. Và mình sẽ sử dụng những cái armor sauret scale, những cái vảy của nó mình farm được trong những chiến khám phá vừa qua. Úi, mình nhớ mình còn nhiều mà ta. Đây, nó đây nè. Và mình sẽ làm một bộ giáp hoàn toàn mới ha, để thay thế cho bộ giáp cũ của mình. Mình cần phải sử dụng cái bàn forging này, đặt theo công thức của một bộ giáp bình thường ha. Đấy, là mình sẽ được một cái áo nè. Tương tự mình sẽ làm cái quần. Và cuối cùng là một cái đôi ủng. Cái set đồ này thì nó chỉ có áo, quần với ủng thôi, nó không có nón đâu. Nên mình chỉ làm được 3 món thôi. Rồi đi enchant sơ sơ coi mình có hên để có được những dòng enchant tốt hay không. Mong rằng nó sẽ có một chút bảo vệ cũng như là chậm hỏng á, chỉ cần đúng hai dòng đó thôi, không cần gì quá nhiều đâu. Đầu tiên là chậm hỏng 3 nè, ngon, cho thêm bảo vệ 4 luôn. Tiếp tục là chậm hỏng, mình nên ưu tiên cái ổn. Ủa, đối với cái ổn thì nó cho bảo vệ 4 được, lại có thêm chậm hỏng. Như vậy thì hai món đều có những dòng enchant cực kỳ tốt rồi. Hôm nay nhân phẩm của mình nó lên maximum rồi. Đinh ba thì mình sẽ ép lòng trung thành để mình phóng cho nó bay về ha. Xong phiên kia kiếm mình enchant nhẹ luôn đi. Lúc mình farm thì mình rất là lười enchant luôn, tại vì enchant xài một lúc nó cũng lại hư à, mình không có sửa ấy. Rồi luôn hai lời chân đốt thôi kệ. Enchant cho nó bớt kinh nghiệm á mà. Rồi xong phiên, mặc set độ mới, enchant cực kỳ tốt vô. Bây giờ là mình chiến đấu hơi bị khỏe rồi đó, tại vì ba món đều có dòng bảo vệ cấp độ 4 luôn. Riêng về táo vàng thì mình cần phải làm thêm nè. Đây, mình sẽ dùng hết số vàng mình có để mình làm những trái táo vàng. Đó, được 9 trái rồi. Thôi làm hết luôn đi, 12 trái. Ăn cho nó có thêm sức mạnh để chiến đấu tốt hơn ha. Bây giờ thì mình sẽ trở lại với công cuộc đi luyện linh hồn của mình thôi. Mình nghĩ hôm nay là mình sẽ đủ số linh hồn để tiến hành cái nghi thức đó. Ê, nhìn cái mặt nạ. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Mặt nạ. Đây là cái mặt nạ anti-demon nè. Trước mặt mình là một cái người đang giữ cái mặt nạ đó. Để mình lại gần coi. Shizue. À đây rồi. Hôm nay mình đang tìm người đeo cái mặt nạ này. Mình rất muốn sử dụng cái mặt nạ này luôn á. Và công việc của mình là cần phải chiến đấu. Đầu tiên thì mình sẽ cà kẹ bằng hơi thở độc trước. Ui, tầm bay, hơi thở độc. Miễn nhiễm hơi thở độc luôn. Căng vậy. Hơi thở độc mà miễn nhiễm vậy thì... Ui, hình như cái này nó miễn nhiễm. Cái mặt nạ này giúp mình... Giúp cái người này miễn nhiễm với mấy cái kỹ năng phép thuật của mình hay sao á. Vậy thì phải cận chiến thôi. Đề ba bằng một cây đinh ba. Vô. Vô nào. What? Khi mình đánh bại CGE thì... Ifrit xuất hiện. Ifrit biết bay nè. Mà còn dùng lửa nữa. Ifrit hả? Ui, bắn qua cầu lửa. Mà hơn là bây giờ mình đã hấp thụ được một kỹ năng kháng lửa rồi, nên mình không sợ Ifrit đâu. Ifrit, ui chém hụt. Ifrit nè. Ifrit rất là nhanh và bay rất là cao luôn. Ifrit nè. Một nhát nữa thôi. Ifrit hả? Thành công rồi. Mình đã đánh bại được Ifrit. Và bây giờ thì CGE đang mất máu từ từ nè. Ui tội nghiệp quá à. Nhưng mà mình không thể sử dụng biện pháp hòa bình được rồi. Và khi CCM hy sinh thì đã rơi lại cái mặt nạ cho mình rồi nè. Và khi mình gắn cái mặt nạ này lên, nó cho tới 6 giáp lận. Quá tốt luôn. Nó
nó còn mạnh. Ngoài ra thì còn cái gì không? Còn một thanh kiếm nữa. Hai cây luôn hả? Đã vậy. Mình farm một lần được hai cây kiếm của Shizue luôn hả? Chắc mình sẽ bỏ cái katana vô một góc đi. Mình sẽ sử dụng thanh kiếm của Shizue giống như là một lời cảm ơn vì đã cho mình cái mặt nạ anti-demon ha. Quá là tốt luôn á chứ. Rồi, và bây giờ thì mình còn thiếu vài linh hồn nữa thôi. Nghe nói là 10.000 linh hồn là đủ để mình thực hiện cái nghi thức trở thành ma vương. Thế nên mình sẽ lại ngôi làng nhân lúc mà còn hiệu ứng điểm xấu nè, để triệu hồi một cuộc xâm lược. Lúc đó thì mình có thể tiêu diệt được rất là nhiều cướp dân làng luôn. Mình có thể farm ở cái tòa tháp, nhưng mà mình phải tận dụng cái hiệu ứng điểm xấu này để mình farm luôn đi. Ủa? Đằng kia cũng cái cây bự nữa. Ồ. Hình như mình đã tìm ra cái cây mà mấy bấy lâu nay mình săn lùng rồi. Được được. Mà trước mắt thì để mình farm một vài cái tên cướp dân làng trong cái cuộc xâm lược này cái đó. À đây đây đây, nó vô tới làng luôn rồi. Láo tét, láo tét, láo tét, láo tét, láo tét. Còn con nào nữa, bước ra đi, xử nốt luôn. Bây giờ farm cướp dân làng dễ như ăn cháo vậy. Đâu đâu, còn con nữa đâu? Đây đây, con đây. Bây giờ còn bao nhiêu linh hồn nữa? Ba linh hồn cuối cùng thôi. Ra lẹ để anh xử nào mấy cưng. Mình sẽ đứng trên cao để dễ dàng quan sát hơn. Mình không thấy nó đâu hết. Không biết là nó tấn công từ hướng nào. À, hướng bên này. Đây rồi, đây rồi. Mục tiêu nhanh còn lẹ nào. Đi bằng hướng này ạ. À. Vô đây, chấp chấp hết luôn. Vô đây, vô đây. Yes. Chính xác rồi. Khi mà mình đủ 10.000 linh hồn thì màn hình của mình đang chuyển sang một cái hiệu ứng rất là lạ luôn cơ. Wow. Vậy là mình sắp có thể thực hiện cái nghi thức trở thành ma vương rồi. Nhưng mà trước khi tiến hành nghi thức đó, để mình đánh bại cuộc xâm lược này cái đó. Tại vì mình lỡ tạo ra rồi, để không thôi một hồi mấy cái con đó nó vô nữa, nó sát hại hết mấy bác chân làng trong làng thì mệt lắm. Và để coi lần này nó tấn công từ hướng nào đây. Mấy con này lúc đi hướng này, lúc đi hướng kia, không biết đường đâu mà mò luôn. Đâu? Đâu? Mấy người đi từ hướng nào? Màn hình mình bây giờ còn khó nhìn nữa. À, kìa kìa kìa, mình thấy rồi. Mình thấy bọn chúng rồi. Rồi mình xíu mình qua đây mình săn bọn chúng. Đây, đi đi. Cướp cướp làng mà đi mắc kẹt vô cái chỗ người ta trồng cây. Còn cái con này nữa. Rồi, còn con nào nữa đâu? Hình như có một vài tên nó vô trong tới làng rồi hay sao ấy. Phút này mình không thấy nữa. Cái màn hình của mình bây giờ nó chuyển sang cái màu này hơi khó nhìn ấy. Thôi mấy bác dân làng chịu khó một xíu đi nha, tại tại mình lỡ chịu hồi cuộc xâm lược rồi. Mấy bác chịu khó vô nhà núp đi nha. Nào rảnh cháu quay lại sao? Mấy bác tự lực cánh sinh đi nha. Hơi kỳ thiệt, nhưng mà khi mà mình đủ 10.000 linh hồn thì mình sẽ cần sử dụng một cái câu, cái này gọi là câu thần chú thì nó đúng hơn á, là evolution. Demon Law thì phải. Chính xác. Khi mình nhập câu thần chú này vào thì mình đang tiến hành cái nghi thức trở thành ma vương đấy, đang phát nổ liên tục cơ. Trời mưa luôn. Không biết là cái quá trình này mất bao lâu đây. Mình bị mù quáng rồi chậm rãi các thứ luôn. Rất là nhiều hiệu ứng xấu ha. Hy vọng là tiến hành cái nghi thức này trong an toàn ha. Hồi hộp quá, không biết sau khi tiến hành thì mình sẽ có thay đổi hình dạng không. Ui, mình đã được một thành tựu là Demon Lord rồi. Mình trở thành ma vương rồi. Ngoài ra thì mình còn rất là nhiều máu. Ok, mình 4.000 trái tim lận, 40 trái tim luôn. Đã thiệt, đã thiệt. Ngoài ra thì mình còn được những kỹ năng mới nào không? Đây, mình được những kỹ năng là Ultra Speed Regeneration, là mình có thể hồi phục được rất là nhiều máu. Và coi ma lực của mình kìa. Rất là nhiều luôn.
Ui, trở thành ma vương có nhiều kỹ năng xịn vậy. Quá dữ. Spatial travel gì nữa nè. Mình sẽ test thử kỹ năng này coi. Wow, mình có thể dịch chuyển tức thời luôn nè. Ví dụ mình nhìn vô cái con nhện đi, mình dịch chuyển là con nhện nè. Ê, quá mạnh luôn. Sức mạnh tăng lên, kỹ năng mới cũng tiện dụng trong việc khám phá nữa. Dịch chuyển qua cái cây luôn. Lên đồ cây. Một kỹ năng rất là thích hợp cho mình đi khám phá. Hồi nãy như mình còn hấp thụ được một kỹ năng tên là Black Thunder nữa thì phải. Đúng không? Đúng 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 đúng, Black Thunder mình mới hấp thụ nè. À, nó là phiên bản nâng cấp của Black Lightning á. Black Lightning thì mình chỉ sấm sét bình thường thôi. Còn Black Thunder thì mình có thể phá hủy được cả những cái block luôn. Ghê thiệt. Để mình thử dùng lên cái con dơi này coi. Cho nó chết cháy luôn. Ôi nó bay đây nó né kìa. Khôn đấy con dơi này, khôn đấy. Rồi coi còn kỹ năng nào mà nãy giờ mình chưa có hết, chưa có để ý không. Nhiều kỹ năng lắm. Hình như là Black Flame nữa. Flame nữa. Lửa đen. Ôi đúng không ta? Ủa? À hình như lửa đen mình chưa có hấp thụ được. Ok không cho thôi. Không cho hấp thụ thôi. Dù sao thì bây giờ mình cũng đã trở thành ma vương nên lượng máu của mình rất là nhiều rồi. Và theo như mình biết thì dưới cái cây này nó sẽ có một cái cánh cổng dẫn mình tới tới thế giới tinh linh. Cổng đâu? À hình như hướng bên này. Rồi chính xác đây rồi. Cái cánh cổng nó nằm ở mặt mặt tiền luôn nè. Vô vô. Mình sẽ bước vào thế giới tinh linh và mong rằng mình sẽ có thể đánh bại được những cái kiểu như là con canh gác bên thế giới tinh linh đó. Giờ thì mình sẽ bước vào thế giới tinh linh thôi. Đi. Rồi. Oh no. Mới vào qua bên đây mình đã bị. Tại sao vậy? Khi vừa qua bên đây thì mình đột tử là sao? Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra đối với mình luôn. Ừ. Mình đã gặp được cái người canh gác ở đây rồi. Colossus. Người canh gác Colossus hả? Chiến đấu với Colossus giáp lá cà. Colossus hả? 400 máu chứ không ít đâu. Hơn là mình có siêu hồi phục nên mình không suy nhê đâu. Colossus này thành công rồi. Hơn là nhờ siêu hồi phục nên Colossus không thể đánh mất máu mình nổi. Và cái mặt nạ hư khá là nhiều này, mình nghĩ là mình nên cởi mặt nạ ra đi để nếu không muốn bị hư mặt nạ bất kỳ lúc nào ấy. Và khi tới cánh cổng mà Colossus tạo ra thì... Ủa? Mình lại dẫn tới một cái khu vực mới nữa nè. Từ từ. Mình sẽ thử đi trên con đường này coi nó sẽ dẫn mình tới đâu. Wow. Được thế ta. Cuối cùng thì mình cũng tìm ra được cái nơi để mình đánh bại cái người bảo vệ ở thế giới tinh linh Colossus rồi. Tới đây gì nữa? Rồi chuyện gì xảy ra với mình? Ở đây có những cái tinh linh hay sao nè. Nhưng mà tiếc quá, vì mình là Slam á nên mình không thể hấp thụ được những cái tinh linh này. Nếu không thôi mình hấp thụ được này là mình hơi bị mạnh luôn. Spirit cơ. Tiếc thế. Thật tiếc là lần này mình chuyển sinh thành Slam rồi. Ở mình chuyển sinh thành người thì là một câu chuyện khác rồi đó. Nếu như vậy thì thôi, chắc mình đành phải trở về thôi chứ biết làm sao bây giờ. Hình như đường về là đường này thì phải. Chính xác. Một chuyến khám phá rất là nhanh chóng ở bên thế giới tinh linh luôn ha. Thôi thì khi mà mình đã thực hiện xong cái nghi thức biến thành chú quỷ ma vương, cái chú quỷ cái gì không biết. Ripper đi ra chỗ khác. Ai cho người nọ. Thì mình sẽ tiến hành
cái việc đánh cái con boss mà lần trước mình gặp được cái cục triệu hồi rồi. Bây giờ thì phải trở về nhà trước đã. Công việc đầu tiên là trở về nhà trước. Ừ, mình phải gắn cái kỹ năng dịch chuyển tức thời để mình đi cho nó nhanh, mới hấp thụ được kỹ năng xịn mà dùng liền. Quá là ngon luôn á. Đi về nhà rồi mình sẽ trở lại cái chỗ mà lần trước mình gặp được cái nhân triệu hồi boss ha, cái lỗi triệu hồi boss. Ôi cái kỹ năng tele này cực kỳ bá đạo luôn á. Nói chung là đi rất là nhanh luôn. Rồi và khi trở lại chỗ này thì ôi hên quá, tưởng đâu mất rồi chứ. Mình sẽ tiến hành mình đập cái này ra. Yes, thành công. Mình đã lấy được cái Caridis Core rồi. Nhưng mà cái này thì mình phải cho vô một bát chân làng. Em biết. Ủa sao mình đi xuyên tường được hay vậy? What the hell? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hồi nãy mình vừa đi xuyên tường thì phải. Ảo thiệt. Thôi giờ thì mình đành phải đi tìm một cái bác dân làng cái đó để mình gửi cái core này vô người bác dân làng thì mới triệu hồi được. Bây giờ mình dịch chuyển đi tìm một cái ngôi làng gần gần đây ha. Không biết có ngôi làng nào gần gần đây không nữa. Thường thường sa mạc dễ gặp dân làng nè. Ui dân làng không thấy mà thấy bộ tộc không à. Bây giờ là mình dịch chuyển thôi chứ mình không còn đi bộ nữa. Cái ma lực của mình á, nó kiểu không có tuột nổi luôn. Nên mình sẽ cố gắng dịch chuyển cho nó nhanh ha. Rồi. Ui, tới dùng băng tuyết luôn rồi nè. Đây chính là lợi ích của việc trở thành ma vương á. Có lượng ma lực vô hạn luôn nè. Xài hoài mình thấy không hết luôn. Quá đã, quá đã. Rồi bây giờ tới lúc mình cần tìm một ngôi làng thì mình không thấy ngôi làng đâu hết luôn. Ôi mần hộp rồi, đây là chỗ của mấy cái anh goblin. Không phải. Mình cần tìm một ngôi làng cơ. Những mấy dân làng đâu? Mình đang rất cần luôn á. Rồi luôn rồi mình. Hơi toan rồi, không thấy rồi. Ý là mình dịch chuyển liên tục á nha, để tìm cho nó nhanh rồi đó. Không đâu bằng cái nơi chôn rau cắt gốm mình hết. Đi rồi về nơi chôn rau cắt gốm luôn mà. Bây giờ thì mình sẽ gửi cái này vô một người bác dân làng. Rồi rồi rồi. Ôi cái thanh niên này. Thanh niên này lần trước cho mình trái tim sư tử nè. Rồi bác dân làng đó rồi. Đây đây bác dân làng này mình vừa cho cái Caridis kho vô người nè. Đang có một cái hiệu ứng tím tím xung quanh người bác ấy. Đó. Bác dân làng ấy đã triệu hồi ra một cái con Caridis rồi. Cái con này là một con rồng hay sao ấy. Kìa. À Caridis hả, Caridis nè. Quỳ quỳ, nó đang tấn công mình liên tục mình. Và nó còn triệu hồi ra những cái con giống như là con cá vậy. Không biết phải con cá hay không nữa. Caridis hả. Mình thử phóng lên ba coi. Nè, nó triệu hồi ra nè. Cái gì mà đi trên bờ trời. Rồi nó phá hủy ngôi làng luôn rồi. Caridis nè. Trận chiến này rất là cam go đây. Mình không biết được lượng máu là bao nhiêu luôn. Mình đoán Caridis này bèo gì cũng 1000 máu chứ không ít đâu. Hồi nãy Colossus thì đã 400 máu rồi. Con này nhiều máu hơn rất là nhiều luôn. Chắc tầm 1000 đấy. Ừ mình đâu có mất máu đâu. Mình có lượng máu vô hạn mà. Quẩy thôi. Cơ hội để mình quẩy mà. Caridis. À những cái con này tấn công rất là khó chịu nha. Đó. Tấn công xong nó chôn vùi mình dưới cát luôn. Tiếc thay là mình không thể dùng đinh ba mình phóng vô người con Caridis này được. Đó nó bị nhiễm luôn. Mình chỉ dùng kiếm thôi. Cận chiến nữa. Không ổn rồi. Không biết là có những kỹ năng nào mà có thể tấn công được cái con Caridis này không nữa. Mình phải gắn lẹ một cái kỹ năng tấn công tầm xa mới được. Kỹ năng hơi thở lửa thử xem. Có vẻ là hơi thở lửa.
có thể tấn công được những cái con mà Caridus triệu hồi ra, nhưng mà không tấn công được Caridus. Tiếc vậy, nó bị nhiễm được khá là nhiều ha. Không sao, mình có kiếm mạnh mà. Berserker nữa, năng lực của ma vương nữa. Cố lên, người đánh ta thì ta sẽ đánh người lại. Cố lên, cố lên, mình đánh được nửa máu nó rồi. Caridus mạnh thì cũng phải ăn ngành thôi. Ê, mình tấn công được đây. Hồi nãy tấn công không được, nhưng mà bây giờ tấn công được rồi. Mình có thể đốt bằng hơi thở lửa đây. Cho người nếm mùi, mình sẽ nướng nó luôn. Caridus hả? Caridus nè, con này con rồng hay con rắn đây? Ủa, con cá đây. Không biết, mình nướng nó trước, tính sao? Nướng nó trước, nướng nó trước. Ê, kìa kìa. À, mấy con này. Hồi nãy giờ mình farm cũng được một ít cái Tempest Scale rồi đó. Ok, mình sẽ farm những cái Tempest Scale này để có gì mình làm móng vuốt nè. Cũng ngon. À, còn tấn công nữa. Tấn công nè. Tấn công nè. Ừ, triệu hồi ra đi, tao farm hết luôn. Đang thiếu, farm luôn. Farm hết luôn. Rồi, farm được quá trời những cái Tempest Scale kìa. À, Caridus hả? Nhắc, yes. Nướng Caridus thôi. Tiêu diệt Caridus bằng hơi thở lửa. Chết đi, cháy đi Caridus. Thành công rồi, mình đã đánh bại được Caridus. Yes. Và bị lắc. Sao bị cà giật rồi? Ui, hay là nghiệp quật thôi. Gì đây? Sao cà giật đấy? Đừng cà giật nữa. Thiệt luôn á, mình còn lụm lại được cái Caridus Core nè. Mình có thể farm thoải mái nếu như mình thích á. Tại vì mình có thêm một cái Core nữa rồi, một cái lõi nữa rồi. Được thiệt sự. Rồi cái chỗ này bị lắc rồi, mình phải đi ra khỏi chỗ này trước rồi đó. Rồi luôn, quýnh xong cái con Caridus đó xong cái bị nghiệp quật, không cho mình đi rồi, nó bị dính lời nguyền cà giật rồi. Chuồn lẹ. Xong. Trong một ngày, gần như là, nói chung thì khi mà mình thực hiện cái việc trở thành ma vương á, thì sức mạnh của mình nó gần như là bất tử luôn rồi. Mấy cái con mạnh như Caridus mà còn không đánh lại mình mà. Quá đã luôn. Bảo sao không uống công mình luyện luyện linh hồn. Bây giờ mấy anh ọt này ha, mình đụng nhẹ cũng đi nữa. Đụng nhẹ cái cũng đi nữa chứ đừng nói. Đụng nhẹ cái là đi nè. Bây giờ thì mình có nên về nhà để mình làm cái móng vuốt không? Cái găng tay gồng nè. Đẹp lắm. Thôi, về nhà làm cái găng tay gồng luôn nào. Nhà mình thì cũng tương đối gần đây thôi. Để mình dịch chuyển tức thời về. À, còn nữ kiếm sĩ này. Đúng rồi, mối thù này chưa có trả. Nữ kiếm sĩ. Vô. Mình sẽ khô máu với nữ kiếm sĩ. Quay. Nữ kiếm sĩ này triệu hồi ra được Ifrit luôn. Hinata này mạnh thiệt. Kìa. What the heck? Mình không phải là đối thủ của Hinata đâu. Ma vương thì ma vương, búng một cái mình cũng đi thôi. Ifrit mà còn triệu hồi như cơm bữa kìa. Ui, mình đụng trúng mưa dữ rồi. Em xin lỗi được chưa? Ui, thì ra là thịt hồi nãy là của mấy cái con Megalodon. À, ăn được không? Có sashimi nè. Ừ, có món sashimi Megalodon luôn hả? Xịn vậy. Thôi, để bây giờ mình coi công thức làm cái móng vuốt này nè. Nhưng mà nó cần bột nhuộm hồng. Bột nhuộm hồng này mình đòi hỏi mình phải đi hái bông á. Mình sẽ đi ra ngoài mình tìm một cái bông nào đó mình đi hái coi. Bông đỏ, nhất là bông đỏ. Đây, bông đỏ coi luôn. Cũng như là một cái bông trắng. Cái này phải bông trắng không vậy? Bông trắng. Ui, cái này xám nhạt. Không, lại là một xám nhạt. Thôi, bông trắng hình như mình có thể làm bằng, ủa gì, màu trắng mình có thể làm được bột xương. Làm được từ bột xương. Không sao. Lượm cúp xương. Đổi thành bột nhuộm. À, kết hợp lại là được màu hồng rồi nè. Xong. Giờ thì mình sẽ cần có thêm
những cái raw magic shard nè, cũng như là những cái foil magic steel nữa, còn khá là nhiều đấy. Mình sẽ coi chính xác là bao nhiêu đây. 1, 2 thôi, chính xác là 2 cái magic steel. 1, 2. Rồi, giờ thì xem công thức thêm một lần nữa để làm cho nó chính xác nào. Gì. Rồi, ok. Làm có chừng tầm 7 nè. Coi cái nữa coi. Rồi, đặt hình vuông xung quanh ha. Ok, đặt hình vuông xung quanh. Đó. Xong mình nhớ là 3 cái này nè. Màu hồng. Rồi tới Magic Steel. Hình như đúng rồi đó, thử nha. Yes, thành công rồi, mình đã chế tạo xong cái móng vuốt rồng rồi nè. Uầy, cái bộ giáp, ôi nhưng mà nó hơi bị cứng cứng ấy. Bộ giáp xanh mà xài móng vuốt màu hồng là sao? Ủa, đánh thử coi. Siêu đẩy lùi, cái móng vuốt rồng đánh là có siêu đẩy lùi. Mình đánh một phát đẩy lùi cả khúc luôn. Mình sẽ test thử trên con cù nè. Đục phát nè, coi nè, chuẩn bị nè, cuộc bay 500m nè, mất xác luôn nè. Đánh một cái dâng lên đột cây luôn. Khủng khiếp thiệt. Dâng lên đột cây đi. Cái này đi cà khịa hơi bị vui luôn á. Heo nè, trời, dâng xa chưa, heo có vẻ nặng nên dâng xa. Tiếu thiệt. Ừ, để mình cà khịa xong mình chạy. Chạy trước khỏi cà khịa. Ui. Rồi. Đục một cái dăng chỗ khác đi. Không sao, mình có kỹ năng khắc chế rồi. Đụng vô mình là mình đánh phát cho đẩy lùi luôn. Rồi mình bị khóa rồi. À đây. Hết khóa rồi. Sợ thiệt. Hinata có thể khắc chế mình 100% luôn. Mạnh như mình mà còn bị khắc chế. Khủng khiếp thiệt. Ui sợ quá. Đeo mặt nạ vô để cho Hinata đừng nhận ra thôi. Nhưng mà trước khi đeo để mình cường hóa lên cái đã. Ui ghê thiệt. Đáng sợ chưa. Hôm nay gặp thứ dữ rồi. Ừ chậm hỏng rất là tốt luôn. Rồi xong. Mình không phải lọc núp nha. Mình là ai không biết á. Đeo mặt nạ nha. Không quen biết nha. Giờ không có thù quán gì đâu á. Qua đây trước đi. Rồi cà kìa bà phù thủy. Con nhện nhện. Ui, con nhện nhện. Quýt. Ui, hồi nãy thấy không? Mình đục con nhện nhện nó bay, mất xét luôn. Kỹ năng này xịn. Ok, cái vũ khí này xịn thật. Kìa, mình đánh con xương dân kìa. Ghê thì... Ê, mình được cái thành tựu gì cơ? Sát thủ bóng đêm. One hit a... Tile mob in the dark with be in notice. One hit thiệt. Hồi nãy mình đục quân nhìn nhện một phát một nó văng. Tới cái gì luôn rồi. Kìa con rắn mình đụng phát nó văng tới bên kia luôn rồi cơ. Công nhận trở thành ma dương. Đúng là có cái lợi thiệt là mình không có sợ bị cà kẹ giống như lúc đầu nữa ha. Ripper hả. Ui dễ gì mà nổ xi nha được. Nói chung, cái hành trình trở thành ma vương của mình nó cũng không có quá lâu ha. Nó chỉ cực ở mỗi cái công đoạn là mình farm những cái linh hồn để đủ chỉ tiêu để thực hiện cái nghi thức thôi. Đồng thời thì mình thấy cái con Caridis đó, nó rất là mạnh nha. Nếu như mình không là ma vương thì mình chắc chắn như các bạn luôn là nó sẽ one hit mình trong một lần tấn công thôi. Và cái người bảo vệ bên thế giới tinh linh cũng rất là khỏe đó. Nói chung thì cái hành trình này đầy rẫy hành luôn á, nhất là đầu game thôi, còn về cuối game thì mình thấy mình tăng tiến sức mạnh quá nhiều á, nên những cái con này không phải là đối thủ nữa. Và cảm ơn các bạn đã dõi theo cái hành trình trở thành ma vương của mình trong thế giới Minecraft chuyển sinh thành Slam. Và chặng đường này cũng đã kết thúc với cái kết là mình trở thành ma vương nhưng vẫn thua một cái người tên là Hinata á. Đúng là cực kỳ bá đạo luôn, có thể one hit mình mặc dù mình đã tiến hành trở thành ma vương rồi. Không hiểu luôn. Rồi, và cảm ơn các bạn đã dõi theo mình trong chuyến hành trình này ha. Hẹn gặp lại các bạn vào những hành trình kế tiếp không giờ thì. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.